Những thân cây xù xì buông rễ nơi đầu làng ngõ xóm là một hình ảnh vừa quen thuộc, vừa gợi cho ta nhiều ký ức hay một mảng trầm tích của văn hóa một miền quê. Đây là bàn thờ tổ ở đình làng Chuyên Mỹ, một ngôi làng như bao làng quê khác ở miền Bắc Việt Nam. Điều đặc biệt là nó chứa ẩn một góc tâm hồn của khu vực 36 phố phường, chốn thị thành cách đó cả khoảng rộng không gian và lịch sử. Ngược dòng thời gian, làng Chuyên Mỹ đã đi vào lịch sử nghiên cứu dân gian của cả người Pháp về Việt Nam, là một vùng quê nổi tiếng bởi nghề thủ công khảm trai. Nghề khảm trai ở Chuyên Mỹ đã biến tên làng thành tấm danh thiếp đại diện cho cả một ngành nghề thủ công cao cấp. Đến nay, sản phẩm của làng ngoài sự phong phú và đa dạng về chức năng ứng dụng, còn nổi tiếng về độ tinh xảo và sự phân định đẳng cấp của dòng đồ vật quý phái trong nhà. Có thể coi khảm trai Chuyên Mỹ là một vật dụng có giá trị sử dụng, lại vừa là phương tiện ghi lại trình độ tay nghề của từng thời kỳ, lại vừa thể hiện nhận thức về nghệ thuật của các lớp nghệ nhân trong làng, vừa ghi nhận thị hiếu tinh tế của người sử dụng qua từng thế hệ. Với chế tác khảm trai, quá trình dụng công là một sự tổng hòa của kỹ năng, của công nghệ, lại có mặt bóng dáng nghệ thuật trên nền tảng của đức tính nhẫn nại, kiên trì của nghệ nhân. Nội dung của tác phẩm rất phong phú, khi là một tích truyện dân gian, lúc lại là một câu chuyện lịch sử mang tính giáo dục cao. Lịch sử nối tiếp lịch sử qua hoạt động của một làng nghề, của một dòng chảy không gian và thời gian. Giờ đây, lớp người tham gia chế tác khảm trai ở Chuyên Mỹ đã phong phú hơn về lứa tuổi, đa dạng hơn và hiện đại hơn về công nghệ. Nhưng hồn cốt, dáng dấp của tổ nghề vẫn được tiếp nối bất chấp những biến tiếp chủ quan và khách quan ấy. Giữa một không gian trầm mặc của một gian nhà cũ, bên cạnh những con người của thế hệ trước là một thế hệ mới song hành cùng dòng chảy của không gian mới trên nền tảng của một ngành nghề có lịch sử lâu đời. Sự tiếp nối này không chỉ như một bức tranh sao chép lại trung thành tinh thần của bản gốc, mà nhận thức của từng thế hệ cũng hình thành, khẳng định và lưu lại trên từng tác phẩm của mỗi thời kỳ. Một đặc trưng khác biệt của những làng nghề truyền thống ở khu vực miền Bắc Việt Nam là không gian truyền bá thường gói gọn trong không gian gia đình, không gian đơn vị cơ bản của làng Việt Nam. Các thế hệ trong một gia đình do nhiều nguyên nhân mà sự tiếp thu trực tiếp mang tính huyết thống có quyết định lớn đến hiệu quả và chất lượng của tay nghề. Dòng thời gian nhộn nhịp của thời đại dường như đứng lại bên ngoài Chuyên Mỹ, đứng bên ngoài cái vẻ chăm chút, cẩn trọng đặc trưng của một công việc sáng tạo dân gian. Sự thay đổi về công nghệ, về phương thức phân phối sản phẩm dường như chỉ tác động đến một phần trong quá trình sáng tạo ở Chuyên Mỹ. Nó phần nào làm bóng hơn, sáng hơn và hiệu quả hơn một diện mạo lâu đời nơi đây. Sự tác động của hiện đại cũng có những thay đổi tích cực trong nhận thức và giúp việc truyền tay nghề cho lớp sau có hiệu quả cao, có tính nhân văn hơn. Ở Chuyên Mỹ giờ đây, những trường hợp trẻ em đặc biệt được để tâm lồng ghép với truyền nghề. Thật tuyệt vời khi chính giá trị truyền thống của thôn quê đã góp phần ngăn lũ trẻ trước những nguy cơ tiêu cực từ cuộc đời bất định. Dòng đời sẽ vẫn trôi và Chuyên Mỹ với nghề khảm trai sẽ còn bám rễ chắc chắn hơn nữa trong tâm khảm của người dân làng nghề.